Bạn có muốn trúng số độc đắc trọn cả cuộc đời? Hello, Việt là Hoàng Việt. Việt đang là một giáo viên, là một doanh nhân, là một huấn luyện viên cuộc sống. Trong thời gian vừa qua thì Việt đã hỗ trợ giúp đỡ cho hàng ngàn anh chị có cuộc sống thành công hơn, giàu có hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Và ngày hôm nay Việt làm video này chia sẻ cho anh một cái bộ công thức, mà cái bộ công thức này giúp cho bản thân Việt và rất là nhiều anh chị trong nhóm học tập của Việt giống như thể là mình đã trúng số độc đắc trọn cuộc đời. Bao nhiêu trong số anh chị mong muốn là mình trúng số độc đắc suốt cả cuộc đời ạ? Và đây là cái câu chuyện ứng dụng thực tế của bản thân Việt trước khi mà vào học tập tại câu lạc bộ nơi Việt đang học tập phát triển bản thân. Thì Nguyệt là một giáo viên, Nguyệt rất là mong muốn được trở nên thành công và giàu có, nên là trước đó Nguyệt đã rơi vào một cái bẫy tài chính. Nguyệt đã đầu tư tài chính và không, đầu tư không an toàn, nên là Nguyệt đã bị rơi vào cái tình trạng gọi là khủng hoảng về tài chính, sức khỏe và mối quan hệ. Và lúc đó thì rất là bức bách, đúng không ạ? Và lúc đó thì một cái khát khao lớn nhất đó là được trúng số độc đắc, và chỉ mong muốn là trúng số một lần thôi là cũng được, đúng không ạ? Trúng số độc đắc một lần thôi để mình có thể là giải tỏa cái phần nào đó cái tài chính của mình. Tuy nhiên rằng là mình cũng đã hành động, đó là đi mua vé số để cầu mong là được trúng số, nhưng mà không có chuyện đó xảy ra, đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Nếu như chúng ta có trúng số độc đắc một lần đi chăng nữa, thì nếu như chúng ta không có biết cái cách mà làm thế nào để mà chúng ta tạo ra cái dòng tiền lớn, làm thế nào để mà chúng ta giữ được tiền, thì chúng ta vẫn là những cái người chưa thành công và giàu có. Rất là may mắn cho Việt, lúc đó là Việt đã tìm đủ mọi cách mà không có cái cách nào, thì Nguyệt đã không thể chịu đựng được nữa, thì Nguyệt đã biết tới một người thầy, người thầy tại câu lạc bộ Trạng Tay Hóa Vàng, và người thầy đó đã chỉ dạy cho Nguyệt cái bộ công thức 21 ngày ứng dụng luật hấp dẫn thu hút tiền bạc. Ở cái bộ công thức này mà Nguyệt đã biết được cái lý do vì sao mình lại có cái kết quả như hiện tại, lý do vì sao mình lại bị không dương về tài chính như vậy, và có luôn giải pháp. Khi mình biết được lý do và có được giải pháp thì mình ứng dụng, mình hành động làm theo những người thành công. Và cái kết quả rất là tuyệt vời đó là trong năm 2022 vừa rồi thì Nguyệt đã không những là thanh khoản hết những cái món chưa dương, mà Nguyệt còn gia tăng được tài sản cho mình nhờ ứng dụng bộ công thức mà người thầy của Nguyệt đã chỉ dạy. Và cái kết quả rất là tuyệt vời là Nguyệt cũng đã sở hữu thêm cho mình một bất động sản, rồi được đi du lịch hai quốc gia trên thế giới, đó là đất nước Nhật Bản và đất nước Singapore. Ngoài ra thì Nguyệt còn sở hữu cho mình một doanh nghiệp mà có mặt trên 7 quốc gia. Đó là một cái thành công cực kỳ là vi diệu, ngoài sức tưởng tượng của Nguyệt. Và khi Nguyệt học cái bộ công thức này thì Nguyệt rút ra được một điều: nếu như bạn muốn trúng số độc đắc, mà trúng số độc đắc trọn cả cuộc đời, thì bạn phải có tư duy, có trí tuệ, có cái công thức của người thành công. Và khi bạn có được cái điều này rồi thì dù bạn ở đâu, bạn kinh doanh bất kỳ cái gì, bạn làm bất kỳ cái công việc gì, bạn cũng làm bất kỳ cái công việc kinh doanh nào, thì bạn cũng có thể là gia tăng được cái dòng tiền rất là lớn cho mình mỗi tháng nếu ứng dụng đúng công thức này. Và Nguyệt sẽ dành tặng cho những anh chị nào mong muốn cũng được ứng dụng và đạt được cái kết quả tài chính giống như Nguyệt, cũng mong muốn được trúng số độc đắc trọn cả cuộc đời, thì Nguyệt sẽ gửi tặng cho anh chị cái bộ công thức này. Hãy nhấn vào cái đường link dưới avatar của Nguyệt để nhận được cái món quà này anh chị nhé. Và nếu thấy cái video này của Nguyệt hay, giá trị, thì hãy follow kênh của Nguyệt để nhận thêm nhiều những cái giá trị khác nữa, nhiều những bí kíp khác nữa.